Năm 2020, 2024, khóa học đi cùng đại dịch Covid-19 cũng trở thành khóa học đặc biệt nhất của hành trình gieo tri thức tạo dựng con đường thành công tại Đại học Đông Á. Đại dịch đã mang đến những khó khăn chưa từng có, nhưng cũng chính trong giai đoạn đầy thử thách này, chúng ta được chứng kiến những nỗ lực phi thường và tinh thần kiên cường của thầy và trò Đại học Đông Á. Là hình ảnh những sinh viên dược tự chuẩn bị hàng ngàn chai dung dịch sát khuẩn và khẩu trang y tế trao tận tay đến lực lượng tuyến đầu, đến sinh viên đang tự giãn cách tại phòng trọ, tại ký túc xá. Là hình ảnh những sinh viên khoa y dũng cảm trở thành những chiến binh thầm lặng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng và hỗ trợ tận Bắc Giang. Là hình ảnh hơn 100 ngày đêm túc trực sửa xe miễn phí, tiếp sức cho bà con về quê tránh dịch trên đỉnh đèo Hải Vân. Những ngày cắm chốt sửa xe giúp dân sau mưa ngập tại thành phố Đà Nẵng, những sinh viên khối ngành kỹ thuật đã luôn dành trí tuệ và bản lĩnh cùng năng lượng tích cực lặng thầm đóng góp cộng đồng. Màn văn hóa trách nhiệm của người Đại học Đông Á sẽ chia cùng cộng đồng, sinh viên khối ngành kỹ thuật còn luôn là các nhân tố bất ngờ tại các sân chơi trí tuệ bằng những sản phẩm đầy sáng tạo và mang tính ứng dụng cao. Còn là khóa học ghi dấu ấn mạnh mẽ với các chương trình giao lưu quốc tế. Từ những chương trình dù được tổ chức dưới hình thức online trong đợt đại dịch Covid hay những chương trình sôi động được diễn ra tại trường trong suốt nhiều năm qua. Sinh viên vẫn luôn rộn ràng tự tin thể hiện bản lĩnh và liên tục mang về nhiều giải thưởng, đặc biệt là loạt giải thưởng hùng biện các cấp liên tiếp gọi tên sinh viên khối ngôn ngữ. Mỗi thành công đối với mình không chỉ là một bước tiến vững chắc mà còn là nguồn động viên đem lại niềm vui, năng lượng tích cực mỗi ngày, là hạnh phúc trong từng khoảnh khắc đáng nhớ, là cơ duyên được gặp gỡ những người thầy, người cô tận tình và những người bạn tốt, là niềm vui, tự hào và lòng biết ơn khiến mỗi bước đi trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Là cơ hội trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp lớn, giúp sinh viên tụi mình phát triển và thích nghi sớm với môi trường làm việc chuyên nghiệp và đa dạng. Những trải nghiệm này không chỉ là một phần của hành trình học tập mà còn là nền tảng cho sự thành công. Cũng là khóa học sở hữu tỷ lệ sinh viên có việc làm tốt nghiệp cao, đặc biệt có các ngành quản trị kinh doanh, marketing, quản trị khách sạn, ngôn ngữ Anh, điều dưỡng, dược học có tỷ lệ việc làm trước tốt nghiệp là trên 70%, đặc biệt ngành ngôn ngữ Trung, ngôn ngữ Hàn, sinh viên có việc làm trước tốt nghiệp chiếm 89,3% và 91,7%. Cùng với đó là sinh viên ngôn ngữ Nhật, sinh viên khối ngành sức khỏe, sinh viên khối ngành kỹ thuật liên tục sang Nhật thực tập nghề nghiệp và làm việc trong những năm qua. Thì đây cũng là một cái dấu mốc rất là quan trọng đối với em. Trước cái giai đoạn tốt nghiệp này thì em đã có công việc nên là em cũng khá là vui. Em đang đi làm tại công ty agency với vị trí là account. Thật ra thì em cũng đang làm cho một công ty về du lịch và sự kiện. Em còn ở ghế nhà trường chưa tốt nghiệp thì mình cũng đã được nhận vào khách sạn Mai Trang, Mai Rốt để làm việc nhân viên chính thức. Thì đấy là một điều quá là tuyệt vời luôn. Và sau khi ra trường mình chắc chắn đã có việc làm và vững bước tương lai. Hiện tại thì mình đã có công việc và dự định sắp tới thì mình vẫn phát triển về mảng truyền thông, du lịch và marketing ạ. Và là cảm ơn dành đến cho trường Đại học Đông Á đã tạo cho mình cơ hội để mình có thể thành công hơn trong tương lai. Thấy hai rất hài lòng với sự quan tâm của nhà trường. Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu, thầy cô đã luôn tin tôi và đưa đến những cơ hội làm việc tốt cho tụi anh hôm nay ạ. Hiện tại tụi mình đang thực tập và làm việc tại công ty xây dựng Asai tại Nhật Bản. Sau khoảng 6 tháng sinh sống và làm việc tại Nhật Bản thì mình hoàn toàn cảm thấy tin tưởng quyết định của bản thân. Cảm ơn trường Đại học Đông Á đã cho mình cơ hội được trải nghiệm với môi trường làm việc hiện đại như thế này. Mình đã qua Nhật vào tháng 3 năm 2024 và mình đã nỗ lực kỹ năng nâng lực tiếng Nhật và kỹ năng nhận định để mà có được kết quả như ngày hôm nay. Thì chúng mình rất là biết ơn thầy cô trường Đại học Đông Á. Xin cảm ơn thầy cô đã luôn là điểm tựa vững chắc cho chúng em. Cảm ơn thầy cô rất nhiều. Và cũng rất cảm ơn đến ban lãnh đạo nhà trường, quý thầy cô giáo,
cùng toàn thể cái đội ngũ làm công tác giáo dục ở trường lời cảm ơn chân thành và sâu sắc vì đã giúp đỡ các con khôn lớn trưởng thành từ mái trường này. Bản thân tôi và gia đình cũng rất là vinh hạnh và cũng là quay về là tiếp bước những em rồi các con các cháu tiếp tục để là vào trường Đông Á tiếp. Rất vui mừng, rất là chi là hạnh phúc có được một đứa con vô trường Đông Á. Đông Á đây đỡ học mà có ngày hôm nay được thành đạt. Mỗi ngành học tại Đại học Đông Á là một câu chuyện, một hành trình riêng biệt. Nhưng dưới mái trường này, mỗi bước đi đều là một phần của sự trưởng thành, nơi trách nhiệm, chuyên nghiệp, thành công và hạnh phúc cùng đồng hành. Chúng mình là sinh viên tài chính kế toán. Mình là sinh viên sư phạm. Tôi, sinh viên ngành marketing. Tôi là sinh viên luật. Mình, sinh viên du lịch. Tôi, sinh viên quản trị kinh doanh. I am a senior of faculty of English language and culture. 私は日本言語文化学部の学生です。안녕하세요저는한국어문화학과학생입니다我是东亚大学中国语言与文化系的学生Mình sinh viên điều dưỡng Mình là sinh viên ngành dược Tôi sinh viên công nghệ kỹ thuật xây dựng Tôi sinh viên điện điện tử Tôi sinh viên công nghệ thông tin Tôi sinh viên công nghệ kỹ thuật ô tô Tôi là sinh viên khoa thực phẩm Nỗ lực trách nhiệm cùng nhau vượt qua đại dịch Tự tin sáng tạo làm nên thành công Hạnh phúc tự hào đón nhận những cơ hội lớn Hành trình 4 năm tại Đại học Đông Á không chỉ là thời gian học tập mà còn là những trải nghiệm đáng nhớ và những mối quan hệ đáng trân trọng. Đó là hành trang quý giá mà chúng ta sẽ mang theo suốt cuộc đời, đánh dấu bước ngoặt mới trong sự trưởng thành. Giờ đây, với những bài học và kỷ niệm, chúng ta sẵn sàng bước vào hành trình mới với tinh thần tự tin và kiên định.